Nhưng mà ngoài. báo 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 cho mấy đồng chí nước hải ngoại tin vui nè. Điều gì anh? Bây giờ mấy đồng chí mà về Việt Nam mà mấy đồng chí mà đi du lịch Cần Thơ là chỉ rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 2 tiếng rưỡi thôi. Ghê chưa? À em biết Ghê chưa? Khánh thành cầu rồi, cầu Bình Biến Thuận 2 phải không? đúng rồi Ghê chưa? Ghê chưa? Ngày hôm qua Mà có nó coi hay. một ê, có coi ngày hôm qua có coi một cái video mà nó gọi là thử tải á, kinh khủng thiệt. Nó đưa hết mấy cái xe tải xe Đúng hàng này rồi, lên đúng phải rồi, không? hình như là cả Đúng trăm rồi. chiếc á, để nó xử cái tải trọng của cái cầu, thấy kinh khủng thiệt. Và Mà sẽ thông báo cho mọi người một cái điều này nữa là cái cầu đó với lại cầu số 1 hình như là hoàn toàn của người Việt Nam làm không, công đúng trình đó rồi của Việt Nam làm không không. phải chú, Mỹ Thuận 1 là của Úc, hợp Bình tác Thuận với Úc. 2, cái Bình Mỹ Thuận Thuận 2 2 mới là made in Việt Nam 100%. đúng rồi, thì cái đó là một cái điều mà cả một ngành gọi là kỹ sư còn thuộc gì đó, ngay cái cầu đường của Việt Nam đang lên level nha, quá trời là hay, lấy công nhận là vậy. Thấy chưa? Thì chứng tỏ là Việt Nam mình nhiều cái hay không? Tức là mình phải tiếp cận, mình học hỏi rồi sau đó mình mới làm Rồi chủ công nghệ chứ. Đúng cầu Mỹ Thuận không? 2 á, là Việt Không? Nam xây dựng mà thiết kế hết luôn á, 100% Thì luôn á. đó, 100% mà margin Nhưng 100% mà cái mà. này em nghi quá, tại vì mấy anh que càng rồi mấy anh nói là con ốc mà làm không xong mà thì làm sao mà làm ra cây cầu. Đúng rồi, tao đâu làm ốc đâu, tao làm cầu mà, tao đâu làm ốc đâu. Ốc, ốc bây giờ ngược lại, ốc bây giờ ngược lại, người ta đi gia công cho Mỹ nó làm, hiểu Trời không? ơi, Tao... ốc 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 bây giờ nó Ủa? làm nó xào với nước dừa hết trơn rồi. Ốc bây giờ ta gia công cho Mỹ hay cho mấy ông Đan Mạch đó, không mấy ông bên Đan Mạch đó, xứ lạnh đó, người ta gia công người ta làm mấy ốc người ta mới gửi về Việt Nam. Việt Nam làm cầu, bây giờ Việt Nam ta đi làm cầu ai đi làm ốc không? Ông Việt Nam. Bởi vậy để em phải cần ngâm cứu lại coi chứ chuyện này hơi kỳ. Mà cái cầu đẹp thiệt, cầu quá độc luôn. Mà nghĩ lại thấy cây ông Việt ra với gì như đâu đúng không, trong khi chưa xỉa xó Việt Nam làm ra ốc, bây giờ ngược lại Việt Nam đi gia công bên kia, bây giờ qua bên kia họ đi làm gì, đi đi làm thiết kế ốc Ngày hôm qua em cũng phan, không biết em lướt lướt cái gì đó, tự nhiên cái em thấy vít. ở dưới cái phần comment ở dưới á, để là ô quá nó làm cho một tăng cái nó cũng phan cho một câu gì cộng sản này nọ gì dưới sống dưới chế độ cộng sản gì lum lan, hồi cái ốc vít còn làm chưa xong nữa mà đòi này đòi kia. Mà em bấm lên em nói gì tới giờ này rồi mà tới giờ này rồi mà đầu óc mày cũng còn nghĩ ra được, tao cũng lại mày á. Nó quay lại nó bấm trở lại nó nói em nào là cái gì bưng bô bưng cái con bà mã tía gì nó tùm lum đéo mẹ nó đi Đụng sẵn. tới lại Nhắc 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 cái vụ bô tao mới nói là sân ra tao thiệt là khổ quá, hồi từ xưa tới bây giờ nó có chửi tao là thằng già bưng bô cái mà rụng khổ, cái tao mới về bên này có được có một tuần lễ cái xe tao nó tàn nhẫn nó cất mẹ nó cái bô luôn, mà nó cắt luôn cái bô luôn nó đủ quá đâu mà khổ quá trời ơi, nó thành ra bây giờ tao hỏi tao có đâu có còn bô để mà bưng đồ khổ vậy đồ Không, ấy em sầm nữa là tôi Mỹ nó bưng bô đúng không? Rồi nó bưng đúng quá rồi vậy là Mỹ nó trời bưng luôn, Mỹ nó bưng bô luôn ơi. Tao khổ chưa kịp bưng cái bô nào hết, chưa thấy gì hết mà tao thấy Mỹ nó bưng cái bô tao trước rồi được. À, bữa nay mới hoàn chỉnh, bữa nay phải 3 tuần lễ sau không? Anh rồi có mở mà cái chỗ nào mà nguy hiểm vậy à, anh? Mà nói đâu sao có đâu nghe mình nguy hiểm mẹ gì, ở nhà nhưng mà ở trước mặt kinh thôi, mặt kinh thôi nó làm cái tội đậu xe ngoài ở đường em ở hồi đó em đưa lên bao nhiêu cái video bao nhiêu câu chuyện nó cắt bô âm mà rồi này ổng nhử mà ổng nhử không, người ta cho hỏi là nó cắt đó để làm gì trời. nó cắt cái túi ra nó bán rồi mày Cái bắt tiền đó mà. đó là cái catalytic converter đó Cần biết nhưng mà catalytic mà là ai converter mua đó. tầm cái mới mà có ai mua cũ Giỡn không? hoài anh rồi Nó phân tiền loại, không nó phân á, kim cái mới rất là mắc tiền. 3.000 tấn. Dữ Cái vậy không? mới á, cái mới á, thí dụ như Toyota bình thường á thì cũng là trên dưới 1-2 ngàn xe bắt cầm bị cắt, là tại vì cái đó là cái Lexit. chiếc Lexus, chứ còn bình thường là cũng 1-2 ngàn, bây giờ nó cắt đi nó bán 500 thôi mà mấy Đúng rồi. thằng bán xe hốt liền, xong rồi gắn lại cho khách. Bây giờ gắn đồ mới thì đa số người dân chúng không có tiền mua đồ mới thì ô quá thôi, giờ quất cái đồ cũ đi cũng còn bảy tám chín chục, năm sáu bảy tám chục
phần trăm cũng vẫn xài được, miễn sao nó có, đừng có la làng lên là được rồi. Ừ. Nó đừng có la lớn lên là được rồi. Ừ. Thì giờ vớt anh ngàn anh gắn không, gắn liền chứ không gắn. Thôi wow. Được rồi, bây giờ ý là rất là lẹ đó, nó cắt lại, nó không cho tao bưng bô nữa, để cho mấy thằng Mỹ bưng bô luôn rồi. Tao hiểu là giờ tao không còn bưng bô nữa, để người Mỹ bưng bô rồi. Ok, để thì thế thì có cái này, tao về tao xuống, bởi vì còn phải đi tắm rửa chút xíu rồi phải đi ăn tiệc, khổ vậy. Ok, để tạm biệt mọi người trước nha. Ăn tiệc Hà Nội bị bơm B52 phải không? Đúng rồi. Ok. Ok, bye. Rồi, ok, bye. Okay, bye. Bye, bác âm. Dạ bác, cảm ơn bác. Đưa ông Đăng Mạch lên kìa, vừa ấy đưa ông Đăng Mạch lên kìa. Ông đang cây cú kìa, ông Đăng Mạch á. Ông đang cây. Lên lên. Cây 100 LM là cái gì? 100 lít trên 1 giờ, tức là nếu mà muốn chạy nhanh đó thì cho nó uống 180 lít bia vô. Ý anh bắt lại vậy á, cư xá. Ông này ông xíu dài. Anh bắt đang bận hay sao, anh từ chối rồi. Ông xíu dài, ông xíu người ta uống 180 lít rồi mới cho chạy. Nó chạy đúng là chạy như bay luôn, nó mới xịn như nó chạy như bay luôn á. Việt Pai có cái đằng sau nhìn nhá, cozy quá ha. À, dạ anh, bên em đang mưa lâm râm. Đúng rồi, nhìn thấy giống như đang mưa. Đang mưa hôm nay âm mưa. Dưới có lạnh không anh? Em đang ngồi ở ngoài bận đồ bình thường thôi, nói chung là chắc cũng cỡ mười mấy độ, 17, 18, 8 độ C thì chắc cũng cỡ 70, 75, năm mấy 60 độ F. Ủa anh Duy Tân? Anh Duy Tân có nghe cái tin là bây giờ bên châu Âu là đang chuẩn bị rục rịch là truy quét những thành phần mà gọi là người Ukraine mà đi đu càng qua bển á, vì truy quét để nó bắt nó gửi ngược về Ukraine để đi lính không? Ồ, cái đó anh không nghe, nhưng mà cái đó chắc chắn là có. Tại cái thằng bên nước nó bây giờ cứ thanh niên nào chạy ngoài đường là nó chụp rồi. Bên nước nó giờ mấy cái vụ đó đang làm căng lắm á anh Thơ Quang. Nhưng mà anh Thơ Quang nói là gì? Ai mà qua Ukraine rồi trốn về đâu á hả, rồi nó truy quét nó bắt về hả, cái đó thì em không biết. Hình như là thằng có tin á là mới là thằng Estonia, nó mới bắn tiếng thôi. Nó bắn tiếng, nếu mà nhà nước Ukraine mà đồng ý thì nó sẽ trục xuất đâu gần 7.000 á, 7.000 người Ukraine mà lúc trước mà chạy qua bên đó để vấn đề gọi là thế này thế nọ, được để xin cái lệnh gọi được bảo vệ gì đó, thấy không, bảo vệ gì đó, thì nó là 7.000 người đó là đang trong nằm viện hồ sơ quản lý của Estonia đó. Bây giờ Ukraine chỉ cần lên tiếng đồng ý thôi thì nó sẽ quất 7.000 đó, nó gửi về Ukraine liền. Rồi thằng Đức thì mới đề xuất, là Bộ trưởng Tài chính gì đó đề xuất ra một cái nghị quyết mới là sẽ tăng tiền thuế của người dân lên để lấy cái tiền đó ủng hộ cho Ukraine. Dân Đức khổ nữa. Bây giờ mấy nước nó đang phản phé ngược lại Ukraine rồi đó. Nhưng mà anh Duy Tân nhìn lại thử coi cái chiến dịch quân sự đặc biệt của ông Putin đó. Nếu mà bây giờ bắt đầu anh ngồi nhìn lại, anh thấy phải là vi diệu không? Hay nha. Hay đó, đúng không anh? Đó bắt buộc phải làm rồi. Đúng không? Nhưng mà vậy nè, lúc trước bây giờ với luật đệ của những thành phần bên kia là gì? Ôi, Nga hùng mạnh hùng cường mà đánh Ukraine đánh 2 năm đánh chưa xong. Đúng không? Đó cái khoảng đó mà anh mở rộng ra anh thử nhìn rồi phải tới bây giờ là vi diệu không? Nếu mà anh nhìn theo cái gọi là cái toàn cầu á, mang cái tính toàn cầu á, hay chứ bộ. Anh thấy rất là hay, nhưng mà mình chưa biết kết cục như thế nào, nhưng mà anh vẫn tin tưởng là ông chức tinh mà ông đó trước mắt là cái gì hiện Duy Tân như cư xá, mọi người biết không, là cái lòng của người dân trên toàn thế giới á. Người ta sẽ nhìn về nước Mỹ như thế nào, người ta sẽ nhìn về châu Âu như thế nào,
và người ta sẽ nhận ra cái bản chất thực sự của gì, dân chủ, nhân quyền, rồi tự do, tức là bla bla các thứ mà thằng Mỹ ngày xưa bây giờ nó hay đi ban phát cho các nước trên thế giới, đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Bây giờ thế giới nó không thấy. À, rồi thêm cái chuyện mà cái giữa thằng Israel với Palestine nữa thì người dân trên toàn thế giới họ lại càng nhìn rõ hơn nữa. Thằng thấy cái bản chất hốt. Đó, anh thấy không? Tức là cái kế hoạch của Putin á, nếu mình nhìn bình thường thì mình cứ thắc mắc được tại sao mà 2 năm trời cứ đánh roi dây dưa mà không có giải quyết dứt điểm. Mà tại sao bây giờ phút này em nghĩ cái được nhất của ông Putin đó là gì? Cái ông lấy được cái lòng người dân trên toàn thế giới. Với lại vừa rồi anh cứ xá lại việc ra nhớ cái vụ mà cách đây vài ngày mà khi Mỹ mà họp ở châu Âu để ban kêu gọi thành lập cái khối bảo vệ cái thịnh vượng gì không, là kêu các nước châu Âu, quốc gia châu Âu để tập trung lại để bảo vệ cái đường biển mà bị Yemen nó đập á. Mở mới trong vòng 48 tiếng rồi tan rã mẹ hả. Đúng hết rồi. Lúc đầu thì hăng hái lắm, từ mấy chục nước quốc gia đó đăng ký quyết định là sẽ cùng với Mỹ tham gia vào cái hội đó. Và sau 48 tiếng rồi rã đám hết rồi. Đầu tiên là Pháp, mà tới giờ phần Tây Ban Nha, thằng Ý, thằng gì rút mẹ hết rồi. Chỉ còn mỗi ông Mỹ, cái mấy cái ông gì đâu không á. Cái tên là quắc là quơ, không có tên tuổi gì hết đó. Trước tiên là nó phi nghĩa. Nó phi nghĩa. Thứ hai là nó đang chơi cái trò chơi nguy hiểm quá, nó thành ra nó rút lui, nó đúng rồi. Đúng rồi. Quá nguy hiểm luôn. Mình bởi vì xu thế bây giờ anh thấy không, nói chung là quốc gia nào cũng vậy, họ cũng phải đặt cái lợi ích quốc gia của họ lên đầu. Rõ ràng chưa? Mà bây giờ khi tham gia một cái gì đó, họ không phải là cân đo đong đếm điều đó sẽ mang lại cái gì, mất cái gì, mà trong khi cái vụ Ukraine họ đã mất quá nhiều rồi. Mất quá nhiều, em nói thiệt chứ, bây giờ nếu mà hình dung bây giờ nếu mà thật sự á, thằng Nga mà đánh úp châu Âu á, châu lấy gì đỡ? Bao nhiêu vũ khí rồi phải tiêu hủy trong mẹ, trong Ukraine hết mẹ rồi, nguồn bao nhiêu cái lực vừa rồi, quân đội cái riết gì em nói hầu như là mà tiêu bạ hết trong cái vụ Ukraine rồi. Cái đó mình chưa đề cập tới vấn đề Trung Đông đó nha. Mà bây giờ thêm ở Trung Đông gì rằng nó khóa thêm mấy cái cửa rồi dầu mỏ nữa thì thôi, đúng không? Đó, bây giờ mấy nước kia đâu phải giật mình nó nhìn lại chứ. Ồ, mà cứ nghe lời Mỹ rồi có bao nhiêu đồ súng ống khí tài vũ khí gì ủng hộ Ukraine hết trơn đi, mà bây giờ nhìn lại cái kho dự trữ còn gì, đúng không? Mà lỡ mà vấn đề mà có vấn đề gì xảy ra cái là bây giờ các quốc gia đó sao đỡ, thằng Mỹ chắc chắn không thể nào cứu kịp rồi. Cho nên đâu đó cũng có những thông tin thì mọi người kiểm chứng thử có phải không, tức là Mỹ cũng đã bắt đầu là đi qua các quốc gia châu Âu là yêu cầu là lập căn cứ quân sự, đưa quân ra qua đồn trú với trên tinh thần là gì, để nhằm là gọi là đáp ứng, không đáp ứng kịp thời, bảo vệ châu Âu kịp thời, thấy chưa? Ông Mỹ nó cũng ma mạnh lắm chứ, nó đâu phải là tầm thường đâu. Trời, đủ trò. Mỹ mà không ma mạnh thì ai trời. Nhưng mà Mỹ mình nói mình dùng chữ Mỹ nói chung này, nhưng mà thật ra nó là cái chính thể chính quyền Mỹ và đằng sau là thế lực ngầm. Đúng rồi. Chứ còn rồi. Người dân Mỹ họ muốn, người dân trên thế giới họ cũng yêu hòa bình, nhưng mà người dân Mỹ dễ bị Mỹ lắm, dễ bị chính phủ Mỹ nó xuyên tạc, nó người dân Mỹ họ cũng hay hơn. Nhưng mà anh biết sao họ cũng trông thấy ra, ví dụ chính quyền Việt Nam ấy cũng bị nó Mỹ đem quân qua để bảo vệ dân chủ hòa bình chống cộng sản này nọ, lúc cuộc qua với nó Việt Nam nó chết mỗi ngày chết bao nhiêu kìa con. Đó anh bắt nó kìa, mẹ bắt nó kìa, Mỹ sắp đưa quân qua Đan Mạch rồi kìa. Không biết trong cái đội quân đó Việt Rai hay anh Di Tân có đăng ký không? Cái gì vậy? Anh bó đá. Qua giữ kho. Qua đá hồ. Tôi làm hồ kho. Giữ kho thì đã có người chuyên môn rồi em. Không. Thôi qua. Em biết giữ kho không phải dễ đâu. Nó có người chuyên môn đó.
có hàng Tùng Lê đúng rồi, là chuyên môn giữ kho mà, chuyên gia đúng không, ta có chuyên kiến gia thức, ta chứ có kiến thức, còn ta không có đùa có đâu. tầm nhìn, ta có tầm nhìn chiến Đúng lược được đúng không? Đúng không? Phải để cho mấy người có tầm nhìn chiến lược như vậy, người ta rồi ngồi với mấy vị trí đó cũng đúng. Cái khoản này em đồng ý với người xá nè, riêng khoản này là đề nghị là phải đưa mấy ông mà ba que ba cặn gì đó lên mấy ông giữ mấy vị trí đó mới mới phù hợp, với bởi vì tầm nhìn của mấy lại ông rất là tốt. cơ quan với hồi này anh friend đó, có nghĩa là anh friend tiếng Việt gọi gì, có nghĩa là không cắt cắt đứt là bạn nha, với những thành phần mà tối ngày cứ ủng hộ Ukraine á, anh đỡ nhức đỡ nhức đầu, nghe là cơ quan cắt đứt mẹ, nghe Hợp lý nói vậy không, đủ mà anh thấy hợp lý không? rồi. Wow. Nói vậy đủ rồi, nó không nghe À. là nó muốn ủng hộ, cái này ủng hộ kệ tranh cãi Giống như không. sẵn sẵn anh Duy Tân nói tới vụ này á thì em nhớ tới cái câu chuyện này, cái câu chuyện nó mặc dù là nó hài, nó dí dỏm thiệt, nhưng mà nếu mà mình nhìn ra mình thấy cái triết lý của nó rất là hay ha. Tức là một cái câu chuyện là có hai anh nông dân, có hai anh nông dân thời xưa á thì tranh cãi với nhau. Một anh A thì nói là 4 nhân 4 bằng 16 ha. Còn anh B thì nó là 4 nhân 4 không phải 16, 4 nhân 4 là 17, là bằng 17. Thì hai anh cứ cãi qua cãi lại, rồi anh nào cũng nói là anh nói đúng đó. Thì hai anh mới đưa câu chuyện đó lên quan để nhờ quan phán xử. Thì khi lên quan phán xử thì quan mới hỏi là như thế nào, thì hai anh mới trình bày là như vậy. Ông A ông nói là con nói 4 nhân 4 là 16 là đúng, thằng này nó không chịu. Thằng này nó nói là 4 nhân 4 là 17 mới đúng. Nhờ bây giờ nhờ quan phán xử thì ông quan ông mới kêu lính đó đè đầu cái ông A là cái ông 4 nhân 4 bằng 16 ra quýnh 50 hèo và kêu cái ông 4 nhân 4 bằng 17 đi về đi. Ha. Đó là quýnh rồi xong thả về. Thì xong xuôi thì cái ông A ông mới ức, ông vẫn còn ức, ông nói rõ ràng là ông đúng, 4 nhân 4 là 16 mà tại sao mà mẹ ông quan lại quýnh mình và lại thằng kia. Thì ông quan lúc đó ông mới nói cho thằng 4 nhân 4 16 biết, hiểu thế này nè, bây giờ quan nói cho mày nghe, mày đúng chứ mày không phải sai đúng không, mà mày sai ở đây á, mày thì mày cãi với thằng ngu, mày cãi thằng ngu 4 nhân 4 bằng 17, mày cãi với nó làm cái gì, cãi không xong mày lên đây mày kêu tao phán xử, mất thời gian của tao là tao quýnh mày về cái tội mày bị cái tội Không mày thì ngu, mày làm mất thời gian phán không thể là xử cơ quan nói vậy làm anh cũng chột chột dạ, là có nghĩa là cơ quan nghĩ là anh cũng phải ăn 50 hào tao. Cái tội đưa lên cho việc ra phán xử, đúng ra cái này phải đè xuống quýnh anh 50 mà đúng. Nhưng mà suy ra anh Duy Tân công nhận không, nếu mình suy công rộng ra nhận mình thấy nó cũng có cái hay của nó chứ bộ. không công nhận là cái quan nói đúng, tại vì ngồi cái mấy này biết tầm quá, tôi muốn À, quá giờ anh không thay đổi nó được, không thay tức là anh đổi không thể mà thay đổi nó được, bây giờ anh cỡ nó nào đi từ cỡ cũng không thay đổi được. cái sai khác, nó từ cái sai này đi, ví dụ như nó thấy là nó ủng hộ Ukraine thì nó quyền của nó, Đúng nhưng rồi. mà nó đưa ra những lý do nghe nó không có thể hiểu được. Ví dụ như là cơ quan nói tôi qua ủng hộ Ukraine, mà anh này anh không ủng hộ Ukraine, nhưng mà cơ quan được nó giải thích anh thì nói là tôi ủng hộ Ukraine giai đủ rồi, anh không cần Sao phải mà tôn trọng đúng rồi. không, cái này nó giải thích thì nghe cả những cái đầu đó. Rồi bây giờ nó nhảy qua tới Do Thái rồi. Thành ra anh nói thôi 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 đủ rồi, thôi đủ rồi, tao tao không cần thiết phải nghe mày nữa. Rồi mà nó nhảy qua tới Do Thái nữa, rồi bắt đầu ổng mới leo nóc nhà ổng nhảy xuống Không, anh dẹp tuồng luôn, anh đi lên bộ Ủa luôn, khỏi khỏi cát mày. Nhưng mà cái mà mắc cười mà nhất sao, cái anh chàng nữa, cái đầu óc của ảnh hù quá, nó tréo cẳng ổng nó từ lưa tài le chứ hơn hết không, trời à. nó không có cháu ngốc đấy, nó như thế này là nó inline inline là mấy thằng cờ vàng đó, có cờ vàng, không có cờ vàng nào mà trong cái cuộc chiến tranh Ukraine hay Nga mà nó bên Nga thì một khi nó đầu nó đầu vàng bộ đó bộ vàng đó, là nó bên bên Ukraine Ukraine rồi tới Do Thái là Palestine, là nó sẽ binh thằng Do Thái ở đó, có vậy. Nhưng mà cái thằng này nó là như thế, nhưng mà nó lại ủng hộ Việt Nam,
Anh nghi quá, mẹ mày sao mày ngựa Việt Nam mà lại chưa bao giờ lên án Mỹ. Chứ bây giờ anh Dũng cũng nhiều lần lắm. Anh Dũng con anh gài để nó để coi có nó nói gì về cuộc chiến tranh Mỹ. Mày mày mở miệng ra mày nói câu này đi. Mỹ là sai, nó không bao giờ nói nha. Nó không nhận. Tức là nó vẫn trong lòng nó đó thì nó thừa nhận, nó thừa nhận là Mỹ sai, nhưng mà kêu nó nói ra nó không nói. Không, ngoài không biết là nó có thừa nhận là Mỹ sai đó, là em nói. Không. Chưa nghe nói. Nhưng mà ý em nói á, tức là rõ ràng á, anh Duy Tân biết sao, ví dụ cái lý lẽ nó thuyết phục á thì rõ ràng là nó phải chấp nhận chứ. Nhưng mà bây giờ kêu nó mà danh chính ngôn thuận thừa nhận thì nó không thừa nhận. Không, anh nghĩ nó chưa có, anh chưa bao giờ nghe nó nói một câu nào nó nói bị sai trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Anh chưa nghe, lái liền anh đụng anh tới chưa... đó là nó lái nó quay đầu nó chạy qua hướng khác liền à. Với lại trong cuộc chiến tranh Ukraine Nga thì là một nước lớn mà xâm lăng một nước nhỏ là sai, đúng không? Cái đúng rồi. Nhưng mà nó đâu có mỗi một trường hợp nó hoàn toàn khác nhau, không có một cuộc chiến tranh nào nó giống nhau hết. Thì bây giờ ví dụ như Việt Nam mình á, là một nước lớn đi sang Campuchia giờ mình chẳng lẽ mà nói nước Việt Nam mình xâm lăng sao, đúng không? Việt Nam mình không xâm lăng, Việt Nam mình vẫn là một cuộc gọi là gì gọi là nghĩa vụ quốc tế mình làm là đi làm nghĩa vụ quốc tế hay là chiến lược quân sự gì đó giống như Nga đại khái giống nhau vậy đó. Ok chứ không hề xâm lăng. Ok không nhắc anh Duy Tân nhắc tới mấy cờ vàng á thì em nghĩ ra cái điều này thì mọi người đoán thử xem nha. Ví dụ bây giờ nước Mỹ có biến hay là các một vài quốc gia châu Âu nào Đức nào đó mà mấy cờ vàng nó ở nhiều á mà có biến hay là nó ví dụ như là có chiến tranh luôn á thì theo mấy anh những mọi người nghĩ á, là tụi nó sẽ gia nhập quân ngũ để bảo vệ cái nước sở tại hay tụi nó tìm cách đu càng về Việt Nam? Ơi, em bị mất cái chỗ này, anh Thơ Quang nhắc lại giùm em đi. Anh Thơ Quang nói sao? Ý mình nói việc ra á, ví dụ như mấy cờ vàng nãy mọi người đề cập á, ha. Bây giờ anh đưa ra kịch bản ví dụ đi. Nước Mỹ hay là những quốc gia châu Âu có biến, có binh biến, có chiến tranh. Thì mấy thằng cờ vàng nó sẽ tham gia vào quân ngũ để nó bảo vệ cái quốc gia nó đang ở, hay là nó sẽ tìm cách nó đu càng về Việt Nam?